Tin đến từ nước Ý thưa quý vị. Ngày 25 tháng 12, tức là ngày Noel, Bộ trưởng Giáo dục của Ý Lorenzo Fioramonti đã xác nhận từ chức sau khi chính phủ quyết định không tăng thêm ngân sách để dành cho ngành giáo dục hầu cải thiện các trường học và hệ thống đại học ở Ý. Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Fioramonti cho rằng dù chính phủ thừa nhận khoản ngân sách trên là cần thiết, nhưng các đảng phái ở trong liên minh cầm quyền của Ý lại không đạt được đồng thuận để đưa ra quyết định cấp ngân sách. Ông xác nhận đã gửi quyết định từ chức không thể thay đổi tới Thủ tướng Giuseppe Conte vào hôm 23 tháng 12, nhưng nhấn mạnh với vai trò của một nghị sĩ ở trong Hạ viện thì ông vẫn sẽ ủng hộ cho chính phủ. Ông Fioramonti là cựu giảng viên kinh tế ở tại Đại học Pretoria của Nam Phi, đã nhậm chức hồi tháng 9 năm nay. Trước đó, sau khi chính phủ liên minh giữa Đảng Dân Chủ PD, Trung Tả và Đảng Dân Túy phong trào 5 sao MFIS đã được thành lập hồi tháng 9 năm nay. Bộ trưởng Fioramonti đã từng tuyên bố là ông sẽ từ chức nếu như chính phủ không tăng chi ngân sách cho ngành giáo dục trong năm tài khoá 2020 thêm được 3 tỷ euro. Tuy nhiên, đề nghị này đã không được chấp thuận ở trong dự thảo ngân sách mà Quốc hội Ý thông qua vào hôm 23 tháng 12. Theo báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, Ý đã chi 3,6% tổng sản phẩm quốc nội cho giáo dục đại học, tức là thấp hơn so với mức chi trung bình là 5% của 32 quốc gia đã được đề cập ở trong báo cáo này. 150 ngôi nhà bị phá hủy tại Chile trong đêm lễ Giáng sinh. Chính phủ Chile thông báo một trận hỏa hoạn xảy ra trong khu phố nghèo thuộc thành phố Duyên Hải Valparaíso, khiến hơn 150 ngôi nhà bị thiêu hủy ngay trong lễ Giáng sinh. Cư dân trong khu vực phải nhanh chóng ra khỏi nhà cửa của họ. Tài sản, thú cưng của rất nhiều cư dân bị lửa thiêu hủy. Trong lúc nhà chức trách xem xét hiện trường, đánh giá mức tổn thất sau vụ hỏa hoạn nói trên, những người dân cố bới tìm trong đống tàn tro đồ đạc và vật dụng chưa bị đốt cháy. Nhiệt độ mùa hè ở Nam Bán Cầu cộng thêm gió mạnh khiến ngọn lửa nhanh chóng lan truyền sang thành phố khác. Valparaíso là thành phố nổi tiếng có những ngôi nhà bằng gỗ đầy màu sắc, rất được du khách ưa thích khi đến Chile. Thứ trưởng Ngoại giao của Nga là Alexander Grushkov tuyên bố vì việc Hoa Kỳ có khả năng rút ra khỏi Hiệp ước Bầu Trời Mở sẽ là một đòn giáng mạnh vào an ninh của Âu Châu. Phát biểu với tờ Commerson, khi được hỏi là Nga sẽ phản ứng như thế nào nếu như Hoa Kỳ rút ra khỏi hiệp ước này, Thứ trưởng Grushkov nêu rõ, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia. Dù ở bất cứ trường hợp nào, chúng tôi có thể nói rằng đây sẽ là một đòn giáng mạnh vào an ninh của Âu Châu. Ngoài ra, ông Grushkov cũng cho biết, Hoa Kỳ vẫn chưa thông báo với Nga về quyết định rút ra khỏi hiệp ước. Vào tháng 10, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ ông Elliot Engel cho hay là Tòa Bạch Ốc đang xem xét rút ra khỏi Hiệp ước Bầu Trời Mở. Tờ Wall Street Journal sau đó thì đưa tin là Tổng thống Trump đã ký vào một văn kiện cho thấy ý định muốn rời khỏi Hiệp ước. Tuy nhiên, 11 thượng nghị sĩ đã viết thư yêu cầu Tổng thống Trump không rút ra khỏi Hiệp ước này, cho rằng điều này sẽ chỉ gây tổn hại cho các nước. Thay vào đó, những nghị sĩ này kêu gọi Tổng thống bảo đảm rằng Mạc Tư Khoa phải luôn tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận. Hiệp ước Bầu Trời Mở được ký vào năm 1992 giữa 23 quốc gia thành viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu, được biết đến là OSCE. Hiệp ước này có hiệu lực từ năm 2002 và hiện nay có 34 quốc gia là thành viên. Các quốc gia có quyền tiến hành các chuyến bay giám sát ở trên không phận của nhau, nhưng phải thông báo trước 72 giờ để nước chủ nhà có thời gian phản hồi. Nhật thực vòng tròn lửa tại Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Cư dân tại Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất đổ xô đến thành phố Jeddah, xa xôi cách Dubai hơn 2 giờ lái xe, để có thể tìm được một vị trí tốt nhất ngồi xem nhật thực vòng tròn lửa hình khuyên xuất hiện trong ngày 26 tháng 12. Thành phố Jeddah ở phía nam thủ đô Dubai là nơi duy nhất mọi người có thể nhìn thấy nhật thực vòng tròn lửa hình vành khuyên, nơi mặt trăng che gần hết mặt trời, khiến các cạnh của vòng tròn lửa này rực sáng. Nhật thực cũng có thể nhìn thấy ngay tại trung tâm thành phố Dubai và thành phố Abu Dhabi, nhưng chỉ thấy một phần. Cơ quan vũ trụ của Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất và nhóm thiên văn học Dubai cũng cho biết có hai địa điểm quan sát khá tốt để quan sát nhật thực tại Dubai, đó là trung tâm thiên văn học Al Turaya và tại Burj Khalifa. Theo các nhóm thiên văn học, hiện tượng nhật thực vòng tròn lửa hình vành khuyên xuất hiện lần cuối cùng tại Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất cách đây 172 năm, dự kiến sẽ quay trở lại quốc gia này trong 83 năm sau. Trang Science Alert nói rằng cư dân sống tại một số địa điểm như Ấn Độ, Singapore, Philippines, Sri Lanka và nhiều khu vực ở Úc có thể quan sát được hiện tượng nhật thực với một vòng tròn lửa bao quanh. Đây sẽ là hiện tượng nhật thực cuối cùng diễn ra trong năm 2019.
Truyền thông của Đức ngày hôm nay đưa tin, mặc dù số lượng người tị nạn đã giảm so với cùng kỳ của năm ngoái, nhưng nước Đức vẫn là điểm đến hàng đầu ở trong khu vực Âu Châu đối với những người xin tị nạn. Nhóm truyền thông Funke trích dẫn số liệu từ Eurostat là văn phòng của Thống kê Liên minh Âu Châu, cho thấy là kể từ tháng 1 đến tháng 11 của năm nay, đã có 133.270 người nộp đơn xin tị nạn với chính quyền của Đức, tức là giảm đi 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Từ đầu năm cho đến tháng 9, đã có được 111.015 đơn xin tị nạn được thực hiện ở Đức, chiếm 23% trong tổng số các đơn xin tị nạn được thực hiện ở tại Liên Âu. Vào năm ngoái, Đức ghi nhận có 28% tổng số đơn xin tị nạn của Liên Âu và 31% trong năm 2017. Trong khi đó, số liệu của Văn phòng Thống kê Quốc gia của Anh cho thấy là số người di cư tới Anh trên thực tế trong năm tính tới tháng 6 của năm nay đã giảm xuống tới mức thấp nhất trong gần 6 năm qua. Nguyên nhân khiến cho con số này sụt giảm chủ yếu là do số lao động từ các nước của Liên Âu đã đến Anh giảm đi trước thời điểm diễn ra Brexit. Tính cho đến tháng 6, có hơn 212.000 người đến Anh. Đây là mức thấp nhất kể từ năm kết thúc vào tháng 9 năm 2013. Công dân của các nước Liên Âu đến Anh để sinh sống cũng giảm xuống là 199.000 người, cũng là mức thấp nhất kể từ năm kết thúc vào tháng 3 năm 2013. Ngược lại, có 151.000 công dân Liên Âu đã rời Anh Quốc trong năm tính đến tháng 6 vừa rồi. Và đây cũng là con số lớn nhất kể từ khi số liệu này được thống kê cách đây 10 năm. Bộ trưởng Giáo dục Ý từ chức vì thiếu ngân sách. Bộ trưởng Giáo dục Lorenzo Fioramonti của Ý đại lợi thông báo từ chức vào ngày 25 tháng 12 vì không nhận được ngân sách hàng tỷ euro của chính phủ, một ngân sách mà ông cho là cần thiết để cải thiện các trường trung học và đại học của đất nước. Việc từ chức của Bộ trưởng Lorenzo Fioramonti là đòn giáng mạnh vào chính phủ Ý, trong lúc các đảng phái điều hành đất nước đang tranh chấp về vấn đề cải cách trong khu vực đồng tiền chung euro có liên quan đến quyền lợi của những người nhập cư và di tản. Biến động này cũng nhấn mạnh đến nhiều vấn đề mà phong trào năm sao bài xích chống đối. Phong trào năm sao là đảng của Bộ trưởng Lorenzo Fioramonti hiện đang cố gắng tổ chức lại trong lúc có nhiều bất mãn với nhà lãnh đạo Luigi Di Maio. Trao đổi với thông tấn xã Reuters, Bộ trưởng Lorenzo Fioramonti nói rằng ông đã gửi thư từ chức đến Thủ tướng Giuseppe Conte. Ngay sau khi chính phủ thuộc phong trào năm sao và đảng Trung hữu Dân chủ được thành lập, Bộ trưởng Lorenzo Fioramonti từng nói rằng ông sẽ từ chức nếu chi tiêu dành cho ngành giáo dục không được tăng thêm 3 tỷ euro, khoảng 3,3 tỷ Mỹ Kim trong ngân sách năm 2020. Sau khi Bắc Hàn cảnh báo về món quà Giáng sinh hồi đầu tháng này, thì 4 máy bay do thám của Mỹ đã bay qua bán đảo Triều Tiên vào ngày hôm qua 25 tháng 12. Hành động này diễn ra khi mà có các tin tức vào tuần trước nói rằng Bắc Hàn ra cảnh báo về một vụ phóng hỏa tiễn hoặc là thử nghiệm nguyên tử vào cuối tháng 12, giữa lúc mà các cuộc đàm phán nguyên tử với Hoa Kỳ bị đình trệ. Hãng thông tấn Nam Hàn là Yonhap cho biết, các máy bay của Mỹ đã được hệ thống Aircraft Spot, là một trang mạng chuyên theo dõi hàng không, phát giác ra vào hôm 25 tháng 12. Trang mạng này cho biết, 4 máy bay của Mỹ đã được xác định đó là CR-135W, River Joint, E-8C, RQ-4 Global Hawk và RC-135S Cobra Bow. Những máy bay này đã bay tuần tra giữa đêm Giáng sinh và sáng sớm ngày 25 tháng 12. Vào hôm 24 tháng 12, Tổng thống Trump cho biết món quà đó có thể sẽ là một món quà đẹp như là một chiếc bình. Cho đến ngày 26 tháng 12, món quà đó vẫn chưa đến. Bắc Hàn đã ra hạn chót đó là cuối năm nay, Hòa Thịnh Đốn phải giảm lập trường cứng rắn đối với Bình Nhưỡng về các cuộc đàm phán nguyên tử đã bị đình trệ. Vào hôm 22 tháng 12, Kim Jong-un đã triệu tập một cuộc họp quan trọng của đảng cầm quyền, bao gồm có các chính trị gia cao cấp ở trong quân ủy trung ương của đảng lao động để quyết định các bước đi tiếp theo nhằm củng cố năng lực quân sự của đất nước. Cái chết của một người mẹ và hai người con có thể là hành động giết người tự sát. Bà Raquel Rollins, công tố viên quận Boston cho biết, cái chết của bà Erin Pascal, 40 tuổi, con gái 4 tuổi và con trai mới 16 tháng tuổi, có thể là hành động giết người rồi tự sát. Công tố viên Raquel Rollins nói rằng, bằng chứng cho thấy hai em bé bị rơi xuống đất đầu tiên, sau đó bà Erin Pascal mới nhảy từ tòa nhà cao tầng xuống bãi đậu xe ở Boston. Cả ba mẹ con đều là cư dân của khu phố West Roxbury thuộc Boston. Theo lời bà Raquel Rollins, cái chết của họ làm nổi bật những cuộc đấu tranh vô hình với bệnh trầm cảm hoặc những căn bệnh tinh thần khác mà nhiều người mắc phải. Không có thư tuyệt mạng, cũng không có bất cứ khiếu nại nào về người mẹ.
Nhà chức trách đang tiến hành điều tra để tìm hiểu nguyên nhân vì sao xảy ra tai nạn chết người bi thương nói trên, nhất là đúng vào ngày lễ Giáng sinh. Vào ngày 25 tháng 12, cảnh sát của thành phố High Point thuộc tiểu bang North Carolina đã tiến hành điều tra các đầu mối và nghi can liên quan đến hàng loạt vụ xả súng khiến cho 2 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong 2 ngày đó là 23 và 24 tháng 12, trong đó có vụ tấn công vào đêm Giáng sinh. Vụ xả súng chiều 24 tháng 12 được thực hiện từ một chiếc xe đang chạy nhắm vào một nhóm hơn 10 người tụ tập ở bãi đậu xe bên ngoài khu thương mại khiến cho 6 người bị thương. Cảnh sát trưởng High Point là Chris Weisner cho biết, đến nay thì vẫn chưa xác định được bất cứ nghi can nào hoặc là chiếc xe liên quan đến vụ tấn công nói trên. Thậm chí giới tính của 2 nghi can trong xe vẫn chưa rõ ràng. Theo ông, cảnh sát đang xem xét về khả năng liên quan giữa vụ tấn công này với một vụ xả súng khác vào đêm 23 tháng 12 khiến cho một trong 2 nạn nhân tử vong. Vụ xả súng thứ 3 xảy ra vào lúc đầu giờ đêm Giáng sinh khiến cho một nạn nhân 18 tuổi thiệt mạng. Đây được cho là một vụ riêng biệt. Ông Weisner cho hay là cảnh sát High Point sẽ tiến hành một số vụ câu lưu trong cuộc điều tra vào hôm 25 tháng 12, nhưng không tiết lộ thêm thông tin. Theo ông, hàng loạt các vụ bạo lực súng đạn trên là một diễn biến bất thường ở trong một khoảng thời gian rất ngắn đối với High Point, là một thành phố có khoảng chừng 112.000 cư dân nằm ở vùng Piedmont Triad thuộc tiểu bang North Carolina.